Hello, xin chào anh em nha. Trên màn hình của anh em đây đang là con game Tiểu Yêu Tầm Đạo nhưng lại là phiên bản Trung Quốc anh em ạ. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải phiên bản Trung Quốc để có thể vào tham khảo trước cách build của các vị top bên đó này. Cái thứ hai nữa là có thể xem trước được những event skin trước khi nó ra mắt ở bản Việt. Ơi mình ngon luôn nha. Và để tải được thì trước tiên anh em sắm cho mình một bộ PC, tức là bộ máy tính cực kỳ xịn sò anh em nha. Bước thứ hai là anh em sẽ ấn vào cái đường link tải ứng dụng LD Player về cho mình em nhá. Đây, ấn vào phát này. Rồi, bây giờ anh em sẽ ấn download LD Player 9 về này. Chờ một chút cho nó hiện thị số giây này nhá, đếm ngược. Rồi, nó đã tự động tải về cho anh em rồi nhá. Bước thứ ba, anh em vào trong cái mục download ở trên máy tính. Bây giờ thì anh em sẽ ấn đúp chuột vào cái ứng dụng mà mình vừa tải về, sau đó là tiến hành cài đặt. Rồi, install luôn là xong. Chờ nó chạy hết 100% là nó sẽ mở được thôi anh em nhé. Bước thứ 4 là anh em quay trở về cái mục desktop và mở ra cái phần ứng dụng LD Player lên cho mình nha. Bước tiếp theo thì anh em sẽ search với từ khóa là Google và ấn vào google.com cho mình nha. Đấy, khi mà đã hiện được ra giao diện như thế này rồi, anh em sẽ copy cái dòng chữ là một cụm từ Trung Quốc này cộng thêm với cả APK download. Thì cái cụm từ Trung Quốc này mình sẽ để luôn ở dưới phần mô tả để cho anh em có thể là copy paste luôn nhá. Bây giờ thì anh em sẽ ấn Enter. Rồi, sau khi ấn Enter xong thì anh em chọn luôn được cái đầu tiên cho mình nha. Đó, anh em thấy chưa? APK Pure nhá. Rồi, anh em ấn vào này. Rồi, nó đã hiện ra cái giao diện tựa game Tiểu Yêu Tầm Đạo phiên bản Trung Quốc rồi, anh em ấn tải cho mình nha. Ở đây thì nó có rất nhiều cái giao diện download, như anh em hãy kéo xuống cái phần này. Nó hiện ra là O Variant, thì anh em chọn cái phiên bản mới nhất là 2.2.0.0. Sau đó anh em ấn nút tải ở đây cho mình nhá. Bây giờ anh em có thể nhìn thấy là ở góc trên bên phải màn hình là game nó đang tải rồi anh em nhá. Bước tiếp theo anh em lại vào phần download ở trên máy tính. Nó đã hiện ra cái file là APK ở đây rồi. Và anh em có thể click chuột phải vào, sau đấy chọn Open With này. Và đây nó hiện ra cái ứng dụng là LD Player. Thì anh em có thể tích luôn vào cái ô là Always Use It App to Open, tức là luôn luôn mở những cái file có cái đuôi là XAPK với những cái tựa game tương tự sau này. Anh em bây giờ sẽ chọn OK. Lúc này chúng ta đã mở sẵn ứng dụng LD Player rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chờ game cài đặt xong anh em nhé. OK, bây giờ game đã cài đặt xong rồi, chúng ta chỉ việc mở vào. Đấy, hiện lên ngay. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách đăng nhập game cực kỳ đơn giản, không cần phải lập bất cứ một cái tài khoản nào anh em nhé. Đây, anh em có thể nhìn thấy cái tài khoản đây đúng không? Và cực kỳ đơn giản, đây chính là tài khoản mà anh em chơi Tiểu Yêu Tầm Đạo ở bản Việt dùng chung được luôn. Nice. Anh em cứ đăng nhập cái tài khoản bản Việt cho mình là hoàn toàn có thể chơi được bình thường. Sau đó anh em ấn đăng nhập vào game và chơi như bản Việt nha anh em. Tất nhiên là lần đầu khi mà chúng ta vào game, game sẽ yêu cầu cập nhật và anh em sẽ ấn vào nút màu xanh cập nhật. Quá là easy luôn. Và với cái bản chung này thì anh em hoàn toàn có thể xem trước được những cái event này, rồi thì xem cao thủ build như thế nào và học hỏi theo họ nhá. Chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên thả cho mình một nút like cũng như là ấn đăng ký kênh nếu như anh em thấy video này hữu ích nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye!